Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự công bình hay chính trực. Ý nghĩa của việc sống chính đáng là gì? Nếu câu trả lời có là có, bạn là người công bình, đúng đắn. Công bình theo nghĩa đen có nghĩa là đúng, đặc biệt là về đạo đức. Những người theo đạo thường nói về việc chính trực. Những anh hùng như Martin Luther King thường được gọi là chính nghĩa. Mặt khác, từ này có thể hơi tiêu cực. Sự công bình của Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? Sự công bình của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ có nghĩa là bạn được xưng công bình, được tuyên bố là công bình vì bạn đã được Chúa Giêsu tẩy sạch tội lỗi. Đây là tất cả những tội lỗi quá khứ của bạn và tất cả hiện tại và tương lai của bạn. Hoặc đề cập trong Thiên Chúa Ân Sủng. Làm thế nào để chúng ta trở nên công bình? Khi một người đàn ông và một người phụ nữ kết hôn, họ chia sẻ tất cả những điều chung. Nhờ đức tin con người kết hôn với Đấng Christ, do đó nhờ đức tin nơi Đấng Christ, sự công bình của Đấng Christ trở thành sự công bình của chúng ta, và tất cả những gì Ngài có trở thành của chúng ta, đúng hơn chính anh ấy trở thành của chúng ta. Món quà của sự công bình là gì? Đức Chúa Trời đã mở đường cho tất cả nhân loại vào vương quốc của Ngài và bước đi trong mối quan hệ với Ngài. Nó được gọi là món quà về sự công bình của Ngài, giúp chúng ta trở nên hoàn thiện trong sự công bình và cho phép chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Làm tròn mọi lẽ phải nghĩa là gì? Thực hiện mọi sự công bình là một vấn đề nan giải. Công bình là một khái niệm quan trọng trong Ma-thi thơ và nó thường có nghĩa là vâng lời Đức Chúa Trời. Ma-thi thơ cũng thường dùng từ ứng nghiệm, hầu như luôn luôn đề cập đến một lời tiên tri trong Cựu Ước mà Chúa Giêsu đáng ứng nghiệm. Sự công bình của Chúa Giêsu là gì? Ngụ ý gia truyền của sự truyền lại sự công bình. Sự công bình ngầm định là sự công bình của Chúa Giêsu được ghi cho các tín đồ Đấng Christ, cho phép các cơ đốc nhân được xưng công bình. Sự áp đặt kép ám chỉ sự quy kết tội lỗi của tín đồ đối với Đấng Christ và sự công bình của Đấng Christ đối với người tin Chúa. Điều gì khiến một người trở nên công bình trong mắt Đức Chúa Trời? Con người không công bình trong mắt Đức Chúa Trời vì sự lựa chọn hoặc cam kết của họ, những việc làm tốt hay lòng đạo đức, cảm xúc hay trí tuệ của họ. Thay vào đó, người ấy là công bình vì Chúa Cha chọn người ấy từ khi sáng thế. Tỉnh thức với lẽ phải là gì? Tỉnh thức để công chính. Martin Luther giải nén một cách về hệ thống sự thật rằng tình trạng tội lỗi đã được xóa bỏ trên thập tự giá, cho chúng ta được tiếp cận với Cha thông qua việc tiếp nhận sự công bình của Ngài trong Đấng Christ. Sự công bình nó không phải là một lời kêu gọi sống thánh thiện hay một ý niệm thần học. Bạn thể hiện sự công bình như thế nào? Một cách để chắc chắn rằng bạn là người công chính đã đặt Chúa lên hàng đầu trong cuộc sống của bạn trước bất kỳ điều gì khác, và lắng nghe bất cứ điều gì mà tôn giáo của bạn bảo bạn phải làm. Hãy hiểu rằng bạn không nên giết người, cướp của, v.v. Nhưng vẫn luôn nhớ rằng chính nghĩa là trong mắt của người bị xử. Sự công bình bởi đức tin là gì? Sự công bình này là sự công bình mà chúng ta nhận được từ Đức Chúa Trời. Một người là công bình nghĩa là anh ta có mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời. Khi anh ta chỉ nhận được sự vâng phục ngầm của Đấng Christ và sự tha thứ tội lỗi qua đức tin, sự công bình này là thụ động và không có luật pháp. Bạn tìm kiếm sự công bình của Đức Chúa Trời như thế nào? Sự công bình là món quà của Đức Chúa Trời dành cho những ai ăn năn trong những công việc đã chết bằng cách ngừng tin tưởng vào bản thân và sự sung túc của mình, thay vào đó chỉ đặt hy vọng vào Chúa Giêsu. Tìm kiếm sự công bình của Đức Chúa Trời không phải là tin tưởng vào sự tốt lành hay hiệu suất của chúng ta, nhưng chỉ tin cậy nơi Chúa Giêsu và công việc đã hoàn thành của Ngài. Sự công bình mà Đức Chúa Trời mong muốn là gì? Sự công bình mà Đức Chúa Trời mong muốn là điều không làm sai đường lối đúng của Đức Chúa Trời.
Sự công bình mà Đức Chúa Trời mong muốn ở chúng ta là sự công bình hoàn toàn tin tưởng vào Ngài, và sự công bình chống lại hy vọng như tổ Abraham và anh Abraham đã tin vào Chúa, và Abraham là sự công bình. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.